lọ lem nhà quyền linh, xinh đẹp, học giỏi, năng khiếu gì cũng có. Cộng đồng mạng cho rằng điều này là nhờ gia đình giàu, người thấy cố gắng là có hết. Quyền Linh là một cô nàng xinh đẹp, nhan sắc nhìn ai cũng siêu lòng. Nét đẹp của Lọ Lem luôn được cho là chuẩn hoa hậu. Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem còn học tập rất giỏi. Con gái Quyền Linh đã thi đậu trường University of The Arts London của nước Anh. Lọ Lem còn từng nhận được giải thưởng thành tích cao môn mỹ thuật và thiết kế từ tổ chức giáo dục Cambridge Assessment International Education. Lọ Lem từng tham gia cuộc thi nhiếp ảnh và giành giải nhất nhóm dự thi. Ngoài ra, Lọ Lem còn thành thạo ngoại ngữ, thường xuyên xuất hiện trên các video của trường. Lọ Lem cũng có khả năng nhảy, múa tốt, biết chơi thể thao, biết đàn. I have a very big passion for Vietnamese heritage, especially clothing, and I really want to express it through my painting. Ái nữ nhà Quyền Linh còn là người có tấm lòng tốt giống như ba của mình. Có lần khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn thì cô nàng đã khóc đức nở và đòi trích tiền của mình ra để giúp đỡ người khác. Do mấy bạn nhỏ đúng không? Rồi về câu này là ba cũng để tiền của đứa con tự làm. Vì thế, dân tình hay gọi Lọ Lem là cô nàng tài sắc vẹn toàn. Có nhiều người cũng thắc mắc không biết Lọ Lem có khuyết điểm nào không? Tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như thế? Nhiều cộng đồng mạng thì cho rằng những điều Lọ Lem có được đó chính là nhờ vào việc cô sinh ra trong một gia đình giàu, có bố là nghệ sĩ, mẹ là doanh nhân, họ luôn tạo điều kiện để cô học tập trong môi trường tốt, muốn học cái này, muốn làm cái kia để trau dồi bản thân thì cũng dễ dàng thực hiện. Chúng ta hay có câu con gái nhờ đức cha, nên có những người thì lại cho rằng nhờ Quyền Linh luôn làm việc tốt sống để đức cho ái nữ nên Lọ Lem mới vẹn toàn như thế. Hoặc một số cộng đồng mạng khác bênh vực và cho rằng quan trọng là cách dạy con của Quyền Linh và Lọ Lem cũng là một người biết cố gắng, phấn đấu nên mới có những thành tích như thế. Nếu nhà giàu mà bản thân không cố gắng thì cũng không thể nào tài giỏi được. Tình thương của đất trời ban, dương là sân, đất là nhà. Cái quan trọng nhất là bố mẹ Lọ Lem giàu, chịu học thì bạn có tất cả thôi. Ai cũng có thể làm được nếu chịu rèn luyện học hỏi phát triển mỗi ngày. Phải xem lại cô bé ấy đã cố gắng nỗ lực như thế nào mới có được thành tích như ngày hôm nay. Vấn đề không phải nằm ở tiền nữa mà là sự cố gắng. Giỏi là nhờ có tiền tạo nên tài năng vậy thôi. Em hội tụ đủ điều kiện của tất cả những thứ trên nên mới có một cô bé Lọ Lem ngày nay. Vì bố cô ấy cố gắng nên cô ấy có nhiều sự lựa chọn, đỡ vất vả để có thể phát triển hết những gì bản thân có. Nếu đứa trẻ nào cũng có điều kiện thì sẽ không ít những Lọ Lem thế này đâu. Còn bạn thấy sao về việc cộng đồng mạng cho rằng Lọ Lem giỏi nhờ bố mẹ có tiền? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!